Huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị hiện có hơn 79.500 ha diện tích đất có rừng, bao gồm rừng tự nhiên hơn 62.000 ha, rừng trồng hơn 17.174 ha. Diện tích rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng, hộ gia đình quản lý là 8.484 ha. Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã triển khai các đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp, các hành vi xâm hại rừng, mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản, săn bắt động vật rừng ở các địa bàn xã có rừng, các khu rừng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực rừng dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào, trên quốc lộ 9 và tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn. Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp, chi cục kiểm lâm, các cấp các ngành tiến hành rà soát và tuyên truyền vận động cho người dân nâng cao cái ý thức bảo vệ rừng và tham gia cái giao rừng cộng đồng cũng như cái trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp các ngành và chính quyền địa phương từ thôn bản trở lên để quản lý bảo vệ thật tốt, đặc biệt là đối với cái diện tích rừng tự nhiên. Còn đối với một số cái diện tích rừng trồng nằm xen kẽ gần khu dân cư, gần vùng có thể phát triển kinh tế xã hội được thì sẽ rà soát lại cái quy hoạch để có cái kế hoạch điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch lại 3 loại rừng nó phù hợp với cái phát triển kinh tế xã hội cũng như phát triển hài hòa bền vững giữa kinh tế xã hội và môi trường, trong đó quan tâm đến cái yếu tố công ăn việc làm cho người dân ở gần rừng có cái sinh kế ổn định bền vững để giữ được cái độ che phủ cũng như bảo tồn cái đa dạng sinh học thích ứng với biến đổi khí hậu. Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại các tiểu khu 699, 708 tại xã Đắk Rông mới đây đã gây thiệt hại hơn 18,6 ha rừng. Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về nâng cao ý thức bảo vệ rừng thiếu thường xuyên, chưa xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm xảy ra trên địa bàn.